trở lại với kênh Hiếu Hiền Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai anh em mình tiếp tục lại đi giăng lưới nha cả nhà. Thì lúc nãy mình cũng có đi tìm ao quá, thấy có ao cũng có cá nhiều lắm. Bây giờ hai anh em mình quyết định ra cái ao đó để giăng lưới nha cả nhà. Thì thấy cũng có cá quậu, không biết cái gì cả nhà ơi. Thì nếu chung bây giờ có cái gì thì mình cũng sẽ quay cả nhà cùng xem cả nhà. Thì cả nhà cùng theo chân anh em mình nha. Đi cả nhà ơi. Đó, dính nữa, dính còn hết kìa. Cá này không bự luôn. Cá cũng trọng trọng chứ không bự mấy. Cho
chửi. Ở ngoài đây mình cũng nghe nó chửi được. Nó có cá đâu. Ở đây ba con. Cá vô tới trong luôn, nó chạy vô tới trong. Cá không có lớn, trọng trọng. Ấm quá. Tay lưới quyền thoại mà tay lưới này không dám gỡ dắt tay lưới kiếm cơm của hai anh em à. Tay lưới kiếm cơm của hai anh em há con nhỏ hả à. Dính nó ra giật nó rồi kìa. Mày mang không? Đây. Đi không? Trời con này giấu chiếc nồi thôi. Giờ gỡ con này luôn, kiếm giấu nó. Dối luôn. Xé luôn. Nó có thả đây. Con rất lớn rồi. Tiếp. Còn nữa, còn giật nữa. Trời ơi, cá nhỏ nhỏ không? Gỡ xong gỡ gỡ nó ra mình để nó nhóc. Nãy quên đem theo cái vợt. Có cái vợt là ngon rồi. Chết già đặc lý rồi. Nhỏ mà mập, nhỏ mập ghê luôn. Đó, bỏ bên kia nữa. Đó, bỏ dính luôn kìa. Chạy dừa, làm, chạy dừa nó làm một bầy luôn. Làm bầy luôn. Này bắn vào canh chua rồi.
Ai muốn ăn cá, có nhu cầu ăn cá thì liên hệ anh em mình, tặng không bán. Ăn cá này có trứng. Có trứng thả ra đi. Cá có trứng. Cá có trứng gì? Trứng vàng vàng. Thả nó cá này, thả lại cả nhà. Có trứng nó ra lủi rồi, vô con lưới nữa. Cho em chầm luôn. Trời, chứ gì mà sao nó vô đây được nữa. Thôi, tung nó trong dừa. Dương gà quá trời. Còn để nó được hết tay cầm rồi. À, dở dở con cá này luôn. Nó xe chùm chùm ở đây rồi. Còn sao mình đổi khỏi đen. Cá vô mọi người. Cá rô đồng. Đây. Một nồi luôn. Sao nó dính chùm chùm không có lỗ á. Ở đây nè, 4-5 con ở đây nè. Nó dính chùm chùm không mà em gỡ dắt lưới hết. Cây dừa này nó mới chết luôn, ổn quá trời. Tiếp ra để bắt luôn dừa. Có đó, giờ mới có đó, chị mới có đó. Vô lấy máy cưa dắt cưa. Nhỏ không có bự ta.
Cái muối. Ờ cái muối. Không biết. Rồi, đó là luôn rồi. Ở cho mọi người kia cái đó là cái gì? Trên đây nó có ổ cò không? Hai năm hết thấy hai cò ba da nè. Chứ đâu. Nãy nó lúc nó mới ba da không lại hỏi nó có ổ đó không. Dạ, kiếm nha. Thế là nó làm một lần quá dạ, nó thấy. Cận mà, hình như có ổ á. Cá cỡ dày là kho ngon, chiên cũng ngon. Tết. Từ tới tao còn giật quá từ tới. Này vào lóc lưới đi. Dính dính cái gì? Sảy vào mà còn lủi lưới lại. Đây. Trời chó chửi quá trời luôn. Trời. Bốn năm con luôn, con luôn. Kim đi. Cao quá trời. Dính rồi. Thành quả của hai anh em là ngày hôm nay cả nhà ơi. Nói chung toàn là cá phi không à cả nhà. À, nói chung thì hai anh em của mình ở đây thì chắc mình về mừng mình xém phơi khô để dành ăn lần lần cả nhà. Bây giờ hai anh em xin tạm biệt cả nhà nha. Bye.